Anh ơi, ơi anh ở nhà nhé. Ừ. Mệt cứ nhà nghỉ ngơi, em đi làm cỏ. Làm cỏ trong vườn à? Vâng. Tư liệu về sớm anh nhé. Vâng. Về sớm sớm, đừng làm khổ mệt. Vâng.
Anh ơi. Ơi. Em đi làm về rồi đây à? Dạ, anh đi đỡ mệt không? Anh đỡ rồi. Đỡ mệt rồi gì? Ừ, anh đỡ mệt. Không sốt nữa chứ. Thôi, em đi làm về muộn đấy. Dạ. Làm cố. Sau đấy nghỉ thì còn sẽ làm nay mai làm, nhưng làm cố thì lại ốm đấy. Cố cho sao cả. Anh ơi. Ơi. Anh ở nhà nhá. Ừ. Em đi thu hoạch ổi ấy. Thu hoạch ổi á? Vâng. Ừ, liệu về cho sớm. Vâng. Không đi hôm nào em đi làm muộn quá, cố sức quá thì ốm lại. Vâng ạ. Em đi đây. Ừ.
Cơm rồi. Ừ, anh có cơm rồi, muộn quá anh đợi em mãi. Thank you.
ăn ngon. Hôm nay đi bán ở ngoài ruộng nhiều không? Cũng cuối mùa rồi, không nhiều lắm. Em ăn đi. Ăn đi xong, ăn xong thì tắm đi, tắm đi xong rồi anh sắp cư còn cư. Ừ, bởi ngọt lắm. Mà hạt cũng mềm lắm. Ngọt mà thơm quá. Hạt mềm. Hồi này bán người mua thích.